cái tập bình nó là dạng ở app B, cho nên bây giờ em có thể tự tìm ra nốt mà để em sử dụng như nó. Nhưng mà cái lúc đánh em bỏ cái phím này ra luôn phải không? À, quên mất. Để em Thử trong lại một cái thế lúc cầm coi. Đúng rồi. Cái tab bin cái quan trọng nhất là phải biết sử dụng hammer on pull lock. Ở đây mình làm như thế nào, lên cái dây trên mình làm như thế đó. Thấy không? Cũng được. Để ở dưới đây mình có thể đánh la pentatonic. Đúng không? Ở trên này mình đánh những cái nốt như thí dụ như là la. Rồi mình ở đây mình có thể đánh nốt bằng nốt đô. Thay đi cái này đi. Thay nốt si bằng nốt đô này. Nốt son, nốt rê, nốt la, nốt mi. Bỏ cái nốt si này ra. Ok. Đó là cái cách mà mình tận dụng áp B của mình sử dụng. Rồi thí dụ lại. Nghe không? Ok. Ok, cứ từ từ như vậy. Vấn đề ở đây là làm sao mà mình hiểu được cái cách vận hành của nó để mình sử dụng. Trong một cái hợp vòng hợp âm đó, nó rơi vô ngay cái hợp âm la thứ, mình có thể sử dụng theo cái thế đó mình đánh, hiểu không? Mình có quyền chọn lựa cái nốt mà mình muốn tap in. Nó là dạng AB thì mình lấy được cái âm dây, những cái scale của cái la đó. Quan trọng là mình sử dụng cái kỹ thuật đó thành thạo lại nha. Ví dụ như là ở đây là pentatonic. Ví dụ như vậy. Rồi thí dụ như mình vậy, mình qua một cái hợp âm, mình qua một cái giọng khác. Ví dụ la đi. Rồi bây giờ mình qua mi đi. Rồi ví dụ như vậy, mình đánh theo cái thế này, mình muốn chọn nốt nào cũng được. Thấy không? Thậm chí trên này luôn. Nó vẫn là của mi, mình sắp xếp nốt thôi, mình chọn lựa nốt mình đánh thôi. Hoặc mình xuống son la hay lên si gì đó nó cũng ra nè. Si mình đánh pentatonic đi cho nó an toàn, nó không bị sai. Thấy không? Okay. Nghe rất là dữ. Ủa, thầy 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 mới đánh xong rồi nghe nghe nó nghe lên thang xuống thang vậy. Mình đang nghe. Ok, lặp lại nha, lặp lại la thứ nha.